Phú Quốc chính thức là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Đây là tin nổi bật nối tiếp hàng loạt các tin vui trong thời gian qua. Phú Quốc sẽ là trung tâm dịch vụ công cộng, thương mại, tài chính quốc tế, cảng quốc tế, trung tâm tiếp vận, khu phi thuế quan, thương mại, du lịch khi lên thành phố. Phú Quốc nằm trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, tiếp giáp với các nước Campuchia, Thái Lan. Huyện Phú Quốc được bao phủ bởi bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng và còn nguyên sơ. Vùng biển Phú Quốc có các ngư trường giàu tiềm năng và vùng nước biển sâu tạo điều kiện phát triển ngành đánh bắt hải sản và phát triển hệ thống cảng biển. Năm 2019, Phú Quốc đón hơn 3 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Cùng với phát triển kinh tế thì hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư với quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ. Từng bước hình thành không gian đô thị trên địa bàn, huyện Phú Quốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2 vào năm 2014. Trong những năm qua, kinh tế xã hội của các thị trấn đã có bước phát triển nhanh và ổn định. Trên địa bàn tập trung nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và dự án lớn đã tạo sự chuyển biến trong quá trình phát triển đô thị và từng bước hình thành lối sống đô thị trong nhân dân. Thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới đã được đánh giá đặt 12 trên 12 tiêu chuẩn trình độ phát triển hạ tầng để thành lập phường thuộc thành phố Phú Quốc. Ông Tân nói. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 3 năm 2021, thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số 179.480 người của huyện Phú Quốc. Sau khi thành lập, thành phố Phú Quốc có 9 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu. Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Kiên Giang cho biết thêm. Trong những năm qua thì tỉnh Kiên Giang đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn khá sang trọng với hàng ngàn phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, phục vụ du khách tham quan, du lịch Phú Quốc, đồng thời mời gọi thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển du lịch. Đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng phát triển hệ thống giao thông đường bộ, kết nối với trung tâm huyện đảo Phú Quốc với các điểm du lịch. Hiện nay, đường biển với tàu cao tốc xuất phát từ thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên, tần suất 5 chuyến đi và về mỗi ngày. Bình quân là 150-300 đến 300 khách trên một tàu, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách ra đảo. Đường hàng không có sân bay quốc tế Phú Quốc, tần suất là 15-20 đến 20 chuyến trên một ngày, nơi Phú Quốc và Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vinh, đưa du khách khắp mọi miền đất nước, khách quốc tế đến với đảo rất là tiện lợi tỉnh Kiên Giang đang phát triển đưa đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại, chất lượng cao, tầm cỡ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Những năm gần đây, tình hình du lịch Phú Quốc đang phát triển rất mạnh mẽ. Phú Quốc đón tiếp hàng triệu lượt khách tham quan hàng năm. Cùng với đó là cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư. Đảo Phú Quốc thật sự là một trong những thiên đường du lịch đáng để các bạn đến tham quan và nghỉ dưỡng. Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.